Vâng, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em quay video đến một cái cây gọi là cây cắt tum đen. Ngày trước thì chúng ta hay gọi là cái cây ngọc trai đen, bởi vì là nó hoa màu tím đậm. Gọi nôm na nó là màu tím đậm. Và nó có cái đặc trưng riêng của nó, bởi vì nó gần như là ở Việt Nam thì nhập về rất là ít các loại màu đen này. Thì cái việc nhận diện khi mà nhìn hoa ấy, thì nó cũng rất là dễ, bởi dòng đen này ở Việt Nam mình cũng còn rất là ít và mới, nên là cũng không có nhiều. Mới thì nó không hẳn là mới, nhưng nghĩa là cây này có lâu rồi, nhưng mà cái bông đen này ấy, cái dòng đen này nó có nhiều cây khác nhau, chứ không phải chỉ một cây đen này, nó có nhiều cây đen khác nhau. Nó gọi là một tím đậm, tím đen đấy. Thì là cái cây này nó có nhiều cây đen khác nhau, và Việt Nam mình gần như chỉ mới nhập một loại này về là chủ yếu. Và trước là nhập ở Mỹ, nhưng bây giờ thì Thái với Đài làm rất là nhiều, nên là việc lựa chọn thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Thì với cái cây này thì tại sao nó vẫn là cây cắt tum? Thứ nhất là hoa nó ở gốc, mọi người nhìn ạ. Là cây cắt tum này là hoa gốc. Cái thứ hai là nó là cái cây được lai từ ba cây khác nhau. Cái tên của cái cây này nó là cây Fircaceae ấy, đại loại có thể tiếng Anh em đọc nó chưa được chuẩn lắm, nhưng em sẽ ghi tên tiếng Anh vào cái phần mô tả của video. Thì cái cây Fircaceae này là được lai từ ba cây Cactastum, Clausia và Momeret. Là ba cây đấy là lai là tạo ra cái cây này. Thì cái tên kia là, nếu em tìm hiểu thì nó là tên dạng tên riêng, nên là người ta hay viết tắt là FDK. Gọi là tiếng Việt mình viết tắt là FDK. Xong rồi đến cái tên của cái cây này là cái cây Afrak. Là cái cây cắt tum đen này. Chúng ta gọi là cắt tum đen, đơn giản vậy thôi. Cái tên khoa học của nó thì chúng ta cần nên biết và tìm hiểu, để chúng ta biết về nhiều loại đen khác. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đây là trên một cần bông nhá, thì nó cũng có bông nọ bông kia này. Có cái bông nó có chấm trắng ở má, ở cái môi hoa này. Đấy, thì nó cũng có cái điểm khác nhau trên một bông. Nhưng cái này thì nó nhận diện nó chính là nó cứ nở khung khung này thôi, chứ nó không nở xòe. Nó cứ nở khung khung này thôi, và nó chỉ căng ra thôi, chứ nó không xòe bay ra sau. Nó chỉ ngang, có nghĩa là mở tương đối, còn đâu nó cứ khung khung dạng này. Dạng khung khung anh chị thấy không ạ? Đa phần nó cứ khung khung. Đấy. Thì nói về cái cây đen này thì như cái cây đây thì nó không có lá, nó bị rụng rồi. Một cái lô cắt tum đen của em đang để ở cửa hàng, khi mà di chuyển từ vườn ra cửa hàng ấy, khi mà có nụ ấy, thì là nó cũng bị rụng lá bởi thay đổi thời tiết. Còn cái cây này thì là nó bị rụng lá, nên là nó cũng không có lá để mô tả cho mọi người. Nhưng những cái cây mà có lá thì nó lại không hoa. Đấy. Thì từ ngày trước đến giờ thì em cũng gặp rất là nhiều anh chị em ở Hà Nội trồng là nó vừa có hoa vừa có lá. Nhưng mà trường hợp đấy thì nó không có nhiều, và nó cần sự ổn định vườn, độ ẩm, rồi cách chăm sóc khá lớn. Nói chung cứ chăm sóc ổn định là nó lại có giữ lá và vẫn có hoa bình thường. Thì anh chị có thể xem tham khảo một số hình ảnh ở trên internet cũng rất là nhiều. Nhưng còn cái dạng thân lá này thì em biết về nó, và em trồng nó lâu rồi thì em cũng mô tả một chút đơn giản để mọi người có thể hình dung ra được. Cái dòng này thì nó là dòng củ, không phải là củ tròn, nó dạng Clausia, thân dạng Clausia là nhiều. Thì thân của nó không phải là dạng quá tròn, nhưng đây là do ngày xưa nuôi ngắn này. Đấy, nuôi ngắn thì nó mập ú thôi, chứ còn nuôi mà khi đã dài lên như thế này thì nó giống thằng Clausia. Đấy, còn cái thằng tròn này thì nó lại giống thằng Cactastum nhiều hơn. Nhưng mà nó cũng nhiều dạng mà. Nhưng cây này thì nó là dạng củ dài khoảng từ 10 đến 15 cm, có thể là 20 cm. Nhưng thường những củ dài sẽ gầy và củ tròn, củ ngắn là sẽ tròn. Bởi vì cái chu kỳ phát triển nó ấy, khi mà anh chị cứ nuôi mà nó ngắn ấy, kể cả phi điệp hay những cái dòng nào mà kiểu dòng thân như thế này ấy, thì anh chị cứ nuôi ngắn là nó sẽ mập to tròn, còn nuôi dài thì nó sẽ gầy. Đấy, nó cũng như kiểu là anh chị nuôi phi điệp ấy, nói ấy, như vậy thì nó dễ hơn. Bởi phi điệp anh chị mà ví dụ như mùa này mà chưa thắt ngọn ấy, thì nó vẫn dài và thân nó sẽ nhỏ, chứ nó không thể to được. Còn khi mà cùng cái gen đó
mà anh chị nuôi thắt ngọn rồi ấy, nó phình to lắm. Thì cái cây cát tum này nó cũng vậy. Đấy là dòng củ của nó. Còn nói đến lá của cái cây này, lá của cây này thì nó dài khoảng từ to khoảng từ 5 đến 10 cm và nó dài khoảng từ 30 đến 40 cm là tối đa. 50 cm là tối đa thì đúng hơn. Nó giống cái cây xanh tuyền ấy. Anh chị có thể tham khảo lại trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa cái cây cát tum xanh tuyền. Thì gọi là cát tum xanh tuyền thôi, để anh chị có thể tìm hiểu được. Còn tên khoa học của nó sẽ khá là loằn ngoằn. Thì cái thân lá của cây này nó cũng dạng như cây đó và nó cũng tương đối giống. Anh chị có thể tìm hiểu thêm và xem thêm ở trên video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa hoặc là trên website. Anh chị có thể tham khảo qua. Còn cái cây cát tum đen này thì hoa nó ra ở tiếp theo thì hoa là ra ở gốc. Và nó là ra nụ là như này, khi ra nụ thì nó sẽ là màu trắng, mới chớm nụ màu trắng dài khoảng 1 cm ấy thì nó sẽ là màu trắng. Cái cát tum đen khi mà nụ đến đây này thì nó sẽ là màu trắng, xong nó lên nó hồng dần, xong nó đậm dần, xong rồi nó ra cái màu đậm như này. Thì cái cây này đấy là sự biến đổi màu sắc của nụ của nó. Đây anh chị có thể nhìn thấy cái trên cần hoa nó cũng vậy, ở trong gốc thì rất là xanh, ra ngoài đậm đúng không ạ? Ra đến bông hoa nó rất là đậm. Thì đấy là cái chu kỳ ra hoa của nó. Anh chị nhìn nụ thì mới đầu cứ tưởng là cây trắng hoặc cây hồng gì đó nhưng thực sự không phải. Cây đen này thì nó cũng ra theo cái kiểu như gọi là những cái cây hồng thôi. Nhưng cây này thì càng ra càng đậm màu lên, càng đậm màu ở cần lên, xong nó sẽ ra bông là như này. Bông của nó là màu đen tuyền. Nhìn chung là không có một cái trắng nào ở năm cánh cả. Nhưng ở trên nhụy hoa của nó, ở phần dưới của nhụy hoa là màu trắng và điểm vàng họng, điểm vàng ở trong. Còn ở mặt trên nó thì vẫn là màu tím đậm, tím đen. Cái này thì nó thuộc dạng là đỏ, đỏ màu đỏ đun, màu đỏ 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 đỏ, đỏ đun ấy. Đấy, chứ nó không phải thực sự là đen đen xì xì đâu. Nó là dạng tím, tím đen dạng đó. Thì em không biết tả màu chính xác như nào để cho nó chuẩn, nhưng mà đây là cái màu mọi người có nên nhìn từ cái cần hoa nó này. Đấy, ra thì cây này thì người ta hay gọi là ngọc trai đen hay là cây cát tum đen ấy, thì vẫn là vậy. Còn bởi vì nhiều anh chị đang nhầm giữa cây thiên nga đen với cây này nhá. Còn cây này thì gọi là cây cát tum bởi vì nó là có máu, mà còn thằng kia là CC, mà CC là cái cây, cái dòng thiên nga này, hoa nó trên thân. Còn cái dòng mà hoa dưới gốc này gọi là cát tum, nhiều anh chị cứ gọi cây này là thiên nga đen. Đấy, thực ra mình tìm hiểu và mình phải biết về nó thì gọi cái này là cái cát tum. Đấy, thì các anh chị có thể là tìm hiểu thêm về cái dòng cát tum này, thì nó có like từ 3 cây hoặc là thêm tìm hiểu thêm trên cái website của em viết bài viết rất là chi tiết về cái cây này rồi. Bởi vì cái đen này thì nó cũng có rất lâu rồi. Cái này thì bản thân cây này thì nó là cây gốc, cây cũ, cây Mỹ mà. Thì hoa nó chưa dày hơn, còn những cái cây mà hàng Thái và hàng Đài ấy, thì hoa nó thưa hơn một chút. Đấy, nó khác nhau vậy thôi, hàng Mỹ và hàng Đài, hàng Thái như nhau, khác nhau vậy thôi. Còn về màu sắc, về thân lá, về hoa thì gần như là nó giống nhau y chang, không khác nhau mấy. Nhưng mà đôi khi là một số những cái cây lai màu đen này ấy, thì nó sẽ lai ra những cái cây kiểu dạng khác, có nghĩa là nó biến đổi một chút ấy, biến đổi về cái bông hoa, có thể là nó sẽ là màu đậm, màu nhạt hơn, hoặc là một cái chút gì đó thay đổi về, có thể là bị loang hay là bị cái gì, ví dụ như dạng như cái má đây này. Đấy, cái môi hoa này ở trong là nó hơi trắng này. Đấy, ví dụ thế. Thì nó có thể thay đổi một chút hoặc là nhiều hơn, thì phụ thuộc vào cái vấn đề là người ta khi mà người ta nhân tạo ra thì người ta đã làm cái gì đó để cho nó lên như vậy. Còn thực ra thì cái cây cát tum đen này thì nó vẫn là cái cây này thôi. Còn thì cái cây hôm nay em mô tả mọi người đó là chính là cái cây Efrex, là cái cây cát tum. Nó là cái cây gọi là Firecracker, là ba cây lai với nhau là Catastum, Clausia và Marmoret, là ba cây, là chính là cái cây Efrex Efrex này. Đấy, cái cây Efrex Efrex Black thì tên của nó thì nó rất là lằng nhằng, nhìn chung tên khoa học mà, tên thế giới từ tiếng Anh, còn mình cứ gọi là Catastum đen, hay còn gọi là ngọc trai đen, hay còn gọi là cái gì đen cũng được. Đấy, thì anh chị có thể tham khảo thêm và có thể sưu tầm cái cây này. Cây này hương thơm của nó em quên mất chưa mô tả, xin lỗi tất cả mọi người. Cái cây này mô tả của nó hương thơm thì nó thơm rất là thơm. Thơm buổi sáng đến buổi chiều. Mùi thơm mạnh nhất vẫn là từ sáng đến trưa. Buổi chiều hương nó sẽ nhẹ đi và có hơi thay đổi một chút. Nó không phải là nhẹ nữa mà là thay đổi một chút luôn. Độ bền hoa của nó thì nó rơi vào khoảng tầm độ, cây này là hiện giờ đang nở được 5 ngày này. Thì nó sẽ bền khoảng tầm độ, mà nó chưa nở hết,
chưa nở hết. Thì nó bền khoảng tầm độ 15-20 ngày. Nó tùy phụ thuộc. Còn cái việc mà màu sắc hay là màu sắc hay là cái cách chăm sóc ấy, thì nó đơn giản như nhau như những cái dòng cát tum khác. Có nghĩa là độ ẩm lớn và tương đối mát một chút, đừng nóng quá. Bởi vì những cái cây cát tum này nó không phải thuộc khí hậu của Đông Nam Á mình. Cứ mát một chút. Như cái dòng đen thì như em thấy nhiều người hay bảo ấy, đó chính là năm nay mà lạnh hơn ấy, thì là có thể là hoa nó sẽ đạt hơn. Thì cái đấy là tùy vào từng môi trường, từng nhà trồng thôi. Chứ còn những cái đó thì em nghĩ là nó chưa thực sự là đánh giá được nhiều. Còn ăn nhau nó vẫn là cả quanh năm trồng mà. Chứ còn nói về mùa không thì nó cũng rất là khó. Thì mọi người cứ cùng nhau chăm sóc thật tốt đã. Giá thể của nó chọn rất đơn giản. Thoát nước, cây nào cũng vậy thôi. Thoát nước tốt để cho nó thoáng gốc. Chăm sóc tưới nước như những loại lan bình thường là được. Cứ chăm như nhau là cây nó sống là ra hoa. Cây này rất dễ hoa. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau. Xin chào tất cả mọi người.